Máy đang ghé chặt luôn anh em ạ. Chuẩn bị đang lên nè. Máy này máy 93 của anh em ạ. Sẽ kéo lên trước nè. Wow, cái đề cao dữ ha. Rồi, máy đang bò lên luôn. Quá cao. Rồi, máy đang xuống tới đồng luôn đó anh em. Bữa nay anh em mình ra đồng giải trí ha. Đến với kinh của mình là Dũng miền Tây nha anh em. Rồi, chuẩn bị sạn bao nè. Rồi, máy tới đồng đang sạn bao luôn anh em. Chuẩn bị xuống đồng nè. Rồi mang tiếng vô chuẩn bị đề ba chạy đó anh em ơi. Đó. Rồi. Chuẩn bị xuống. Rồi máy xuống đồng luôn anh em ơi. Rồi đi theo dạt vòng đầu luôn à. Lô này 30 công luôn anh em. Rồi tiếp tục máy này đi xuống luôn anh em. Bữa nay là hai máy 93 chạy chung lô luôn nha anh em. Anh em mình ra đồng giải trí thư giãn trong cuộc sống luôn ha anh em. Máy kia nó chạy trước vô tới đầu trong rồi nè, còn chút xíu xíu à. Hậu này dài dữ lắm anh em ơi. Hai máy đang thả giạc đi xuống nè anh em. Máy đi trước chạy sau nè, bằng cỡ 93 luôn. Máy này đang cái này mình xuống tới luôn. Đang đi dâm lúa luôn nè. Còn hai máy nó cắt tới đầu trong à. Hậu đi quá dài. Hai máy đang đi xuống mà cái xa quá. Nhỏ xíu à. Máy này đi trước anh em ơi, còn 93 kia đi sau.
Máy này chạy quá nhanh luôn anh em. Máy đang đi xuống luôn nè, máy đang chạy trước chạy sau nè anh em, bằng cỡ 93 luôn. Máy này chạy sao anh em? Máy này cũng đang đi xuống tới dưới này nè. Còn máy này gần tới đầu giạc luôn anh em ơi. Hai máy đang đi lên luôn anh em ơi, còn xe kéo đang gom lúa luôn nè. Hậu này dài quá. Xa quá xa. Hai máy đang đi xuống luôn, máy chạy trước máy chạy sau, còn xe kéo thì gom lúa đầy đang đi vô luôn anh em. Cái này cũng chiều có 5 giờ vậy anh em ơi. Mình đi cái đường xa quá, về chắc tối quá. Cái lô đất này thấy còn bự quá.
mai này đang đi xuống tới dưới đây. Thì đất ở đây đất lô không anh em, đất lô bự bự không à. Lô 25 30 công, lô này chắc 30 công nè. Thấy nó rộng mênh mông luôn. Ở đây thì đất lô thì nhiều. Máy nó chạy dữ lắm. Máy này đi xuống tới này lúa còn nhiều quá. Chắc này cũng 5 giờ anh em ơi. Đang đi xuống rồi. Máy 93 kia đang đi sau anh em. Đang hai chiếc thì cũng chạy chung lô. Đó, máy này chạy cũng dữ lắm anh em ơi. Kéo đang leo đê luôn anh em ơi. Rồi, mình xin tạm dừng video tại đây luôn anh em. Anh em đăng ký kênh ủng hộ mình ha. Mình cảm ơn rất nhiều. Hẹn video tiếp theo luôn anh em.